Ui giời quá đẹp, miếng dưa hấu của chúng ta đã bị chém ra rồi. Lập trình quá nhanh. Học nhanh. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu vào vẽ quả dưa hấu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cầm một deep glass dưa hấu. Tôi nghĩ ra một cách đấy là chúng ta sẽ lập trình ở trong một dự án Angular. Thì sau khi chúng ta vẽ HTML hoặc thêm CSS thì nó sẽ build ngay cho chúng ta sẽ thấy ngay được dự án của chúng ta thay đổi những gì, không cần phải nhấn F5 cho mất thời gian. Deep ở bên trong thì chúng ta sẽ có các deep như sau: deep nửa dưới nằm ở bên trên và deep nửa trên nằm ở bên dưới. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có 5 deep là các hạt của chúng ta: hạt 1, hạt 2, hạt 3, hạt 4, hạt 5. Ok, như vậy là chúng ta đã tạo xong HTML. Chúng ta sẽ sang phần CSS của component để thêm các class. Đầu tiên đấy là class dưa hấu. Chúng ta sẽ cho nó margin auto và một số thuộc tính nữa. Tiếp đến chúng ta sẽ thêm nửa dưới sẽ là background color này. Chúng ta sẽ thêm chỗ dài độ rộng. Đây, các bạn có thể thấy là nửa dưới dưới dưa hấu của chúng ta màu đỏ đây rồi. Chúng ta sẽ CSS nửa dưới after. Đây, phần xanh, phần vỏ ngoài dưa hấu chúng ta cũng đã có rồi. Tiếp đến là chúng ta sẽ căn CSS cho các hạt của chúng ta. Đây, xếp hàng thẳng rồi, thành một list ở đây rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu chỉnh vị trí. Đây, hạt của chúng ta đã vào trong quả dưa hấu rồi. Tiếp đến là các hạt 2, hạt 3, hạt 4, hạt 5. Chúng ta sẽ đảo vị trí đi. Đây, hạt dưa hấu của chúng ta đã vào trong rồi. Tiếp đến là sẽ là nửa trên của chúng ta. Nửa trên của chúng ta sẽ che một phần dưa hấu nên chúng ta chỉ cần 5 hạt nằm ở trên trên thôi. Đây, nửa trên dưa hấu chúng ta đã đè lên cái miếng dưa hấu đỏ đỏ rồi. Tiếp đến là nửa trên after của chúng ta. Đây, chúng ta có một quả dưa hấu gần tròn trịa rồi. Hơi méo méo một tí. Quá giống quả dưa hấu luôn. Tiếp đến chúng ta sẽ cho chuyển động. Chúng ta sẽ dùng keyframe. Ở đây đặt tên keyframe là chém, như chém hoa quả của ninja này. Rồi chúng ta sẽ cho chuyển động từ left 30%, top 40%, chúng ta sẽ chuyển đến vị trí đây là left 45% và top 50%. Đấy, các bạn thấy, ui giời quá đẹp, miếng dưa hấu của chúng ta đã bị chém ra rồi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.